Kính thưa quý khách, thời điểm hiện tại, chủ đề nóng nhất trên tất cả các mặt báo chính là đại dịch Covid-19 hay còn gọi là dịch viêm phổi Corona. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế, đây là đại dịch nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh giữa người sang người và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Do đó, việc phòng chống virus Corona phải được thực hiện toàn diện. Virus Corona sống ở điều kiện nhiệt độ thấp và ẩm, thường không quá 25 độ C. Đây cũng là điều kiện môi trường mà người lái xe ô tô sử dụng hàng ngày. Nắm bắt được nhu cầu phòng ngừa dịch bệnh, Toyota M thành Fukushima đã tung ra sản phẩm phụ kiện máy ion diệt virus khử mùi ô tô. Máy ion diệt virus khử mùi ô tô sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, giúp diệt 99% virus và vi khuẩn trong môi trường không khí. Khử hoàn toàn mùi hôi bằng ozone nồng độ thấp, tạo cảm giác dễ chịu. Với thiết kế tĩnh âm, luồng gió được tạo ra không cần động cơ nên vận hành cực êm trong ô tô. Chúng ta cùng đến với chi tiết sản phẩm. Sản phẩm này không sử dụng màng HEPA, giúp tránh được rủi ro tạo ra các ổ vi khuẩn, virus nguy hiểm. Công nghệ Nhật Bản độc quyền quốc tế MRD, Multiplex Screen Discharge, tạo luồng gió ozone nồng độ thấp khoảng 0.04 ppm và ion âm mạnh gấp 3 lần. Các ion này sẽ phản ứng hóa học với gốc hydro của virus vi khuẩn, làm thay đổi cấu trúc ADN, giúp tiêu diệt, ức chế virus vi khuẩn trong môi trường không khí. Đã có nhiều thí nghiệm chứng minh, ion âm và ozone có thể diệt các virus họ corona trong môi trường không khí. Hãy cùng Toyota An Thành Fukushima bảo vệ gia đình bạn với sản phẩm máy ion diệt virus khử mùi ô tô. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng phụ kiện Toyota An Thành Fukushima, địa chỉ C4-4B, khu phố 3, đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ 028-3636-4040, số nội bộ 146. Xin cảm ơn.